Em về lô chanh nhé các bác ơi. Các bác ơi, em về một lô chanh này. Chanh này các kiểu. Chanh cũ ấy các bạn. Chanh cũ của Nhật. Bác nào có nhu cầu mua tranh thì đến nhà em nhé, nhà em rất nhiều tranh giấy này, tranh giấy của Nhật, tranh cũ ấy các bạn, rất là đẹp. Trước tết em về mấy bịch của tranh nhỉ, bây giờ lại về thêm mấy bịch tranh nữa. Rất nhiều bức đẹp, giá thì nó dao động từ 1,5 triệu cho đến 2,5 triệu một chiếc. Đây, cái bức này rất là to, vẽ thủy mặc rồi. Rất nhiều bức tranh nha con nha, nhiều tranh đẹp, ta có đấy chọn. Chơi tranh còn là hơn phải chơi gốm đấy, chơi tranh là đỉnh cao. Nhất chữ nhì tranh tam sành tứ xứ đấy, toàn tranh thủy mặc rất là đẹp các bạn, đẹp tuyệt vời luôn. Chẳng làm trong hộp gỗ hơn, gỗ cũ hơn, xưa cũ. Các loại kích thước to nhỏ dài ngắn khác nhau. Đấy, chỉ vẽ đơn giản con chim thôi. Các bác về các bác treo ở phòng trà nhé. Con chim cô đơn này, con chim cô đơn này. Tranh sơn thủy rất là đẹp luôn các nhé, tranh cũ
cá. Quá đẹp luôn. Bức đôi cá này quá đỉnh luôn. Đấy, cá quay, cá chép của Nhật. Vượt sóng, vượt bão, vượt gió. Đẹp không bác? Đây nha. Treo đâu. Rất là đẹp luôn. Bức tranh cá rất là đẹp luôn. Chơi tranh gì thì cứ giật em có tất. Ui dồi, một cô gái Nhật. Cô gái Nhật rất là đẹp luôn. Tranh này quá cũ luôn. Tranh này quá cũ luôn. Đẹp quá. Em quay cho các bác xem một mấy cái chanh rất là đẹp luôn. Em về hai thùng chanh, em còn bao nhiêu đây các bác này. Chanh con cá đẹp không, cá nhá. Đấy, em kiếm chỗ treo ra không nào, em review lại các bác xem. Chanh cô gái Nhật đây rất là đẹp luôn các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác cần chanh liên hệ em nhá. Rồi em tạm biệt các bác, em khui hàng cho các bác xem một chút cho nó vui.